Tổ Kiều bây giờ đang là một hộp matcha của Nhật Bản. Hôm nay chúng ta sẽ thử phô một hộp trà matcha của người Nhật Bản xem đó. Xem cái đóng gói của họ khác cái đóng gói của trà Việt Nam mình như thế nào nhé. Như các bạn thấy ở trên đây, trước tiên mình các bạn sẽ thấy rằng là trên hộp trà sẽ có một cái tem trà khá lớn, đây chính là cái thương hiệu của trà. Và cái dòng chữ nhỏ ngay bên hông này, đây chính là chữ Khôi trà, đây là chỉ một loại trà cao cấp của Nhật Bản. Ở dưới đáy thì hộp trà sẽ là hạn sử dụng. Và bên ngoài là như các bạn thấy là có một cái lớp màng co mỏng xung quanh cái hộp trà, cũng giống như là những cái loại trà của Việt Nam mình hay dùng cái loại màng co. Thì bây giờ cũng có thể đây là một cái công nghệ mới đã áp dụng ở Nhật Bản gần đây thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử khui cái hộp trà ra xem thử nhé. Đây là lớp màng co mình vừa mới gỡ ra xong. Đây là cái hộp trà của họ. Các bạn để ý thấy rằng là bên trong hộp trà thì ngoài cái lớp hộp thiết kế bên ngoài cùng thì trong này sẽ có một cái nắp bằng nhựa. Mình sẽ mở thử ra xem nha. Đây thưa các bạn, ở bên trong này sẽ có một cái gói trà nhỏ. Đây là bao trắng bạc melamin. Thường thì một cái hũ trà của người Nhật Bản như thế này, như các bạn thấy là nó khá là nhỏ. Và ở trong này thì trà được đóng gói là 30g cho một gói trà. Và ở ngay trên cái gói này họ đóng gói rất là đơn giản, trên gói trà này hoàn toàn không có chữ gì cả, mà chỉ có một dòng hạn sử dụng ở trên đáy của cái bao này thôi. Và bây giờ thì mình sẽ thử cắt cái gói trà này ra xem trà của Nhật Bản nó như thế nào nha các bạn nhé. Các bạn, đây chính là cái muỗng múc trà của mình Nhật Bản. Bây giờ Kiều sẽ múc thử một ít trà cho các bạn xem thử nha. Đây thưa các bạn, đây chính là loại trà matcha của người Nhật Bản. Đây là một loại trà bột hoàn toàn và có màu xanh rất là đẹp. Và khi mà pha trà thì người Nhật Bản sẽ dùng cái trà này và cho vào bên trong cái bát trà. Như các bạn đã thấy là ở trong bát trà đang là một ít trà bột của Nhật Bản mà Kiều mới múc ra trong cái bát này. Các bạn có thể thấy rằng là cái màu của trà rất là xanh. Đây là một cái màu xanh tự nhiên. Và đặc biệt là đây là một loại trà rất là mịn. Cái bột trà nó mịn giống như là cái loại bột sữa cho trẻ em hay uống. Đó là một loại rất là mịn như thế này. Và đặc biệt rằng là cái mùi thơm của trà đó là một cái mùi thơm tự nhiên. Nó là cái hương thơm tự nhiên của trà rất là tinh khiết. Và bây giờ thì Kiều sẽ pha thử một ít trà cho các bạn xem thử. Đây là một bát trà đã đánh xong. Các bạn có thể để ý thấy rằng là cái màu nước của trà khi pha xong nó vẫn giữ cái màu xanh tự nhiên của trà. Và đặc biệt rằng là cái trà này khi mà các bạn đánh dùng chổi đánh lên thì nó sẽ ra rất là nhiều bọt. Bây giờ Kiều sẽ thử thưởng thức cái trà này xem như thế nào các bạn nhé.
loại matcha khác nhau. Nhưng riêng đối với loại trà này thì nó có một cái mùi thơm rất là dịu. Cái vị trà tương đối, nó hơi có cái vị chát của trà một chút. Và đặc biệt là các khi mà thử thích trà này, các bạn có thể cảm thấy một cái vị nó hơi béo béo một chút. Đây đúng là một loại trà ngon các bạn ạ. Xin cảm ơn chị trà đạo Enser đã tặng cho trà Việt chúng ta những hộp trà matcha rất là ngon. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình này. Và nếu có cơ hội xin mời các bạn tối thứ tư ngày 2 tháng 3 năm 2011, xin mời các bạn đến với trà Việt Thiên Quán tại sảnh B. Câu lạc bộ trà Việt sẽ có buổi giới thiệu về 4 nền văn hóa trà trên thế giới, bao gồm trà đạo của Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.